Để kiểm tra webcam trên PC hoặc Mac, WikiHa hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra xem webcam có hoạt động trên Windows hoặc Mac OS không. Kể cả Windows và Mac OS đều được tích hợp sẵn ứng dụng camera mà bạn có thể dùng để kiểm tra tình trạng hoạt động của webcam. Ngoài ra, sử dụng website cũng là một lựa chọn nếu bạn muốn kiểm tra webcam. Phương pháp 1: Sử dụng trình duyệt web. Một truy cập https2.direct.webcammixtech.com bằng trình duyệt web. Bạn có thể sử dụng bất kỳ trình duyệt web nào trên PC hoặc Mac. 2. Nhấp vào Check Webcam, kiểm tra webcam, nút màu xanh này nằm ở giữa trang. 3. Nhấp vào Allow cho phép, website sẽ được cấp quyền truy cập webcam. 4. Kiểm tra nội dung trên màn hình, nếu webcam hoạt động bạn sẽ thấy hình ảnh từ camera hiện ra giữa trang web. Phương pháp 2 trên Windows. 1. Nhấp vào trình đơn Start, trình đơn này thường ở góc dưới bên trái màn hình. 2. Nhập camera vào thanh tìm kiếm ở góc dưới bên trái màn hình. 3. Nhấp vào camera. Ứng dụng camera sẽ khởi chạy và webcam cũng sẽ tự động mở. Nếu hình ảnh của webcam hiện ra trên màn hình thì nghĩa là thiết bị hoạt động bình thường. Nếu đây là lần đầu tiên mở ứng dụng camera, có thể bạn cần cấp quyền cho ứng dụng khởi chạy. Phương pháp 3 trên Mac OS 1. Mở Finder Ứng dụng có biểu tượng mặt cười màu xanh và trắng thường nằm trong thanh dock ở cuối màn hình desktop. 2. Nhấp vào Application Tùy chọn nằm trong thanh trình đơn bên trái Finder 3. Nhấp đất vào Photobooth Photobooth sẽ tự động mở webcam Nếu hình ảnh của webcam hiện ra trên màn hình thì nghĩa là thiết bị hoạt động bình thường Phương pháp 4. Khắc phục sự cố webcam 1. Kiểm tra tình trạng webcam Xác định vị trí webcam Thiết bị thường nằm phía trên chính giữa màn hình Bạn cần chắc chắn rằng không có mảnh vụn hay bất cứ vật gì cản trở mắt webcam một số máy tính sách tay có thích hợp nắp đậy webcam. Hãy quan sát xem webcam có bị che hay không. Nếu sử dụng webcam gắn ngoài, bạn cần kiểm tra xem dây kết nối có bị sờn hay mòn không. 2. Kiểm tra cổng USB mà webcam gắn ngoài kết nối Nếu bạn sử dụng webcam gắn ngoài, bạn cần kiểm tra cổng USB mà thiết bị đang kết nối. Đầu cắm của webcam cần được gắn chặt vào cổng USB. Thử rút ra và cắm lại vào cổng USB khác, xem webcam có hoạt động hay không. 3. Kiểm tra để chắc chắn rằng webcam đã được bật, chỉ áp dụng với Windows. Trên trình đơn Windows Settings, cho phép chúng ta bật và tắt webcam, cả thông thường lẫn nhiều ứng dụng khác nhau. Những bước sau sẽ giúp bạn kiểm tra xem webcam đã được bật chưa. Nhấp vào trình đơn Windows Start, nhấp vào trình đơn Gear Settings cài đặt, nhấp vào Privacy, quyền riêng tư, nhấp vào Camera, máy ảnh trong khung bên trái, nhấp vào Change, thay đổi, nằm bên dưới dòng Camera Access for this device e-op. Quyền truy cập máy ảnh cho thiết bị này bị tắt. Kiểm tra để chắc chắn rằng công tắc này đã được bật. Công tắc bên dưới dòng Allow apps to access your camera cho phép ứng dụng truy cập máy ảnh của bạn cũng còn được bật. Cũng xuống và kiểm tra xem công tắc của từng ứng dụng mà bạn muốn truy cập webcam đã được bật chưa. 4. Kiểm tra xem webcam đã được bật hay chưa trong Device Manager thì áp dụng với Windows. Những bước sau sẽ giúp bạn kiểm tra trong Device Manager xem webcam đã được bật hay chưa. Nhấp phải vào trình đơn Windows Start, nhấp vào Device Manager quản lý thiết bị, nhấp đúp vào Cameras máy ảnh hoặc Imaging Device thiết bị ghi hình, nhấp phải vào Webcam, nhấp vào Enable Device bật thiết bị. 5. Cập nhật trình điều khiển của camera. Bạn cũng có thể kiểm tra trong Device Manager để chắc rằng trình điều khiển camera đã được cập nhật. Áp dụng những bước sau để kiểm tra xem trình điều khiển camera đã được cập nhật chưa. Nhấp phải vào trình đơn Windows Start nhấp vào device manager, nhấp đúp vào cameras hoặc imaging device, nhấp phải vào webcam, nhấp vào update drivers, cập nhật trình điều khiển. 6. Thiết lập lại bộ điều khiển hệ thống của Mac, chỉ áp dụng với Mac. Nếu webcam của Mac không hoạt động, có thể bạn cần thiết lập lại bộ điều khiển hệ thống. Tiến hành những bước sau để cài lại bộ điều khiển hệ thống trên Mac. Tắt máy Mac, nhấn giữ phím shift bên trái cộng control cộng option trong 7 giây vẫn không thả tay ra, đồng thời tiếp tục nhấn giữ nút nguồn trong 7 giây nữa. Thả toàn bộ phím ra và chờ vài giây. Bật máy mát. 7. Kiểm tra cài đặt webcam của ứng dụng mà bạn muốn sử dụng. Nếu webcam vẫn không hoạt động trong ứng dụng cụ thể, bạn cần thiết lập cấu hình webcam trong ứng dụng đó. Thao tác này đặc biệt cần thiết nếu bạn sử dụng nhiều webcam. Cài đặt webcam thường ở vị trí khác nhau tùy theo ứng dụng. Nhìn chung, bạn có thể truy cập cài đặt webcam bằng cách mở trình đơn Settings preferences, tiêu chỉnh hoặc option tùy chọn, sau đó truy cập trình đơn video. 8. Kiểm tra để chắc chắn rằng những ứng dụng khác không sử dụng webcam. Nếu ứng dụng nào đó đang sử dụng webcam, các ứng dụng khác sẽ không thể truy cập. Bạn phải đóng tất cả ứng dụng truy cập webcam trước khi mở ứng dụng mới cần sử dụng máy ảnh. 9. Thay thế webcam. Nếu webcam không bị chặn, trình điều khiển sẽ được cập nhật, thiết bị được kết nối đúng cách mà vẫn không thể sử dụng có khả năng webcam đã hỏng và bạn cần thay mới webcam đời cũ có thể không tương thích với các ứng dụng mới